Phạm Hương chụp ảnh cưới tạo dáng tình tứ bên chồng, ông xã đại gia sắp lộ diện. Hoa hậu Phạm Hương diện váy cưới xinh đẹp và quyến rũ tạo dáng tình tứ bên chồng trong bộ ảnh kỷ niệm ngày vui. Ngày vui của nàng hậu gốc Hải Phòng khiến dân tình không khỏi mong đợi. Sáng ngày 16 tháng 7 vừa qua, vợ chồng Phạm Hương cùng hai con thực hiện bộ ảnh cưới theo phong cách cổ điển ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 cùng chồng con từ Mỹ về nước thăm người thân hồi giữa tháng 6. Người đẹp đã diện 5 bộ đầm cưới do một nhà thiết kế riêng, trong đó có bộ đầm đuôi cá hở lưng tạo điểm nhấn bằng dải hạt cườm. Thiết kế làm từ chất liệu satin màu trắng kem nhập từ Pháp, thực hiện bằng kỹ thuật rabin, tôn đường cong toát lên vẻ sang trọng. Ông xã Phạm Hương chuẩn bị nhiều bộ vest hàng hiệu màu sắc trung tính để ăn ý với trang phục của vợ. Sau 7 năm gặp lại, người bạn thân này đã nhận xét Phạm Hương vẫn tạo dáng chuyên nghiệp, biểu cảm hài hòa. Hai vợ chồng gắn kết hợp ăn ý nên hoàn thành nhanh chóng. Người ấy là ai? Bí mật sẽ được bật mí sớm thôi. 7 năm anh em mình mới gặp lại nhau, gặp lại là phải thật đặc biệt nè em gái Phạm Hương, nhà thiết kế viết kèm. Qua câu từ của nhà thiết kế, nhiều người cho rằng dung mạo danh tính bạn đời Phạm Hương cũng sẽ sớm được công bố. Từ khi đưa các con về Việt Nam hôm 13 tháng 6, Phạm Hương dành hầu hết thời gian thăm quê, đưa mẹ đi du lịch thay vì tích cực hoạt động showbiz. Phạm Hương chạm tới đỉnh hào quang khi đoạt vương miện Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau đó, cô quyết định sang Mỹ định cư. Theo lời Hoa hậu, hành trình xuất ngoại này nhằm mục đích chữa bệnh, kết hợp mở rộng công việc. Tuy nhiên, lại có nhiều tin đồn cho rằng Phạm Hương sang Mỹ thực chất để dưỡng thai sinh con cho đại gia. Về nghi vấn bầu bí, phía người đẹp một mực phủ nhận. 4 năm sống ở Mỹ, Phạm Hương tận hưởng cuộc sống viên mãn. Cô hài lòng với cuộc sống mẹ bỉm sữa. Mỗi sáng thức dậy từ 5 giờ, lo cho con ăn, đưa bé đi học, vui đùa, dạy các bé về thế giới xung quanh. Cô không công khai chồng bởi anh vốn không phải người trong showbiz. Do từng trải qua áp lực, cô không muốn gia đình phải chịu tổn thương vì mình, muốn các thành viên có cuộc sống bình dị. Trước đó, trong một buổi gặp gỡ với người hâm mộ, Phạm Hương chia sẻ lý do không công khai danh tính bạn đời. Cô cho biết, anh ấy không phải người của showbiz, chỉ là một người đàn ông bình thường. Cuộc sống bên Mỹ của họ rất đơn giản. Tôi không muốn những áp lực mình đã phải trải qua dành cho chính gia đình của mình. Họ không thoải mái với điều đó. Tôi chỉ muốn mang lại cho họ cuộc sống bình dị và gia đình bình thường. Tháng 7 năm 2021, Phạm Hương sinh con trai thứ hai. Hoa hậu cho hay, từ khi làm mẹ, cuộc sống của cô đã thay đổi nhiều. Cô tâm sự, làm mẹ đã thay đổi cuộc đời tôi. Từ khi có con, tôi sống chậm, bình yên hơn, tận hưởng thời gian bên gia đình. Tôi không có ý giấu khán giả, chỉ là trước không thích dùng đời tư để gây chú ý. Giờ là lúc thích hợp để tôi chia sẻ về bé với mọi người. Phạm Hương sang Mỹ từ năm 2018 với nguyên do cô tuyên bố lúc ấy là muốn tạm rời xa showbiz, sống cuộc sống đơn giản cũng như để chữa bệnh tuyến giáp. Đến tháng 12 năm 2019, cô xác nhận sinh con. Nói về kế hoạch trở lại showbiz, Phạm Hương từng chia sẻ, tôi nghĩ showbiz với tôi như vậy là đủ, tôi chỉ muốn được trải nghiệm cuộc sống bình dị đơn giản. Có thể ít người biết, ít fan hơn hoặc cũng có thể mọi người sẽ quên tôi. Nhưng đổi lại, tôi được tự do làm điều mình thích mà không bị giới hạn hay ràng buộc bởi hai từ danh hiệu. Phạm Hương sinh năm 1991 ở Hải Phòng. Năm 2010, người đẹp thi Việt Nam Next Top Model và vào top 10. Năm 2015, cô tiếp tục thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam và đăng quang. Người đẹp sau đó sang Mỹ thi Miss Universe nhưng trượt top 15. Năm 2016, cô làm huấn luyện viên cuộc thi The Face Việt Nam cùng Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê. Nàng hậu đắc show trình diễn thời trang dự sự kiện quảng cáo trước khi sang Mỹ định cư vào năm 2018.